Hi, xin chào cả nhà, lại là Mai đây. Dạo này Sài Gòn hay mưa, mình lại nhớ về ngoại các bạn. Và mình nhớ là thường thường là mùa mưa thì ngoại hay nấu món có người không ăn. Món này rất là ngon luôn, đặc biệt là mùa mưa nữa, mình ăn với cơm nóng nữa, rất là ngon nha các bạn. Và mình từ khi mình vào Sài Gòn á thì mình rất là muốn ăn cái món này luôn, nhưng mà ngoài chợ nó không có bán nhiều cá ngừ tươi các bạn, ít có cá ngừ tươi á, nên là mình ít có mua về để kho các bạn. Và hôm nay thì mình ra chợ thì thấy cá ngừ rất là tươi luôn. Thì con cá này rất là tươi và to luôn nha cả nhà. Mình mua con này gần 1 kg luôn á. Và mình thấy vậy thì mình chợt nhớ đến món cá ngừ không măng. Thì hôm nay mình sẽ mua về và trổ tài nấu món cá ngừ không măng nha. Rồi mời cả nhà vào bếp cùng May để cùng nhau thực hiện món này nha cả nhà. Mình thấy cá ngừ tươi các bạn, mình lựa con to to luôn nha. Mình sẽ nấu được hai món luôn, đó là món cá ngừ kho măng và món bún cá ngừ. Thì hôm nay mình sẽ trổ tài nấu món cá ngừ kho măng và giới thiệu cho cả nhà luôn ha. Và mình sẽ cất phần còn lại để ngày mai mình sẽ nấu món bún cá ngừ nha các bạn. Rồi thì mình sẽ lấy cái phần đuôi á, mình sẽ kho măng, còn cái phần ở trên đầu á thì mình để mình nấu bún cá ngừ thì có cái đầu nó sẽ ngon hơn nha. Rồi mình sẽ chia làm hai ha. Rồi đây là phần mình hôm nay mình sẽ làm món bún cá ngừ nha các bạn. Phần bốn miếng nha, mình lấy bốn lớp dưới nha. Rồi đây là măng, măng mình sử dụng là măng le nha cả nhà. Măng này thì mình kho cá rất là ngon luôn, ăn nó rất là ngọt nha. Rồi gia vị nấu kèm đó là hành lá nè, ớt, hành tím và tỏi, rất là đơn giản đúng không các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu sơ chế nguyên liệu nha. Đầu tiên thì măng mình sẽ sắc từng lát ra nhỏ như vậy nha các bạn, sắc lát mỏng như vậy. Thì các bạn muốn sắc kiểu gì cũng được, sắc cục cũng được, mà sắc từng sợi mỏng mỏng cũng được, sợi dài dài mỏng mỏng cũng được, hoặc sắc lát như mình vậy cũng được. Nói chung là miễn sao mà mình ăn thấy ngon là được rồi nha các bạn. Thì tùy các bạn thôi, bạn thích ăn kiểu gì thì các bạn cứ sắc kiểu đó nha. Còn mình thì mình hay sắc kiểu này cho nó thấm gia vị nó dễ hơn các bạn. Và mình sắc như vậy thì nó cũng nhanh hơn nữa. Hành tỏi thì chúng ta sẽ sắc lát ra và mình dần nhỏ đi nha các bạn. Để tí nữa mình khử lên cho nó có mùi thơm đó, và nó sẽ khử được cái mùi tanh của cá nha các bạn. Và mình kho cá thì nên có ớt và tiêu, thì độ thơm của tiêu và ớt á, cay của ớt á, nó sẽ cũng khử đi cái mùi tanh của cá rất là nhiều nha. Và mình ăn sẽ ngon, mình không có cảm giác là mùi tanh của cá nữa. Và mình kho cá thì thường thường phải kho cay thì ăn nó còn ngon, mà nó đã nữa, vừa ăn vừa hít hà thì nó rất là ngon luôn. Măng thì khi chúng ta mua về các bạn nhớ là phải luộc lại nha các bạn. Tại vì ở ngoài người ta chỉ luộc sơ thôi, các bạn luộc lại đó thì cho vào đây một tí muối và các bạn luộc lên để nó ra hết cái độ chua của măng đi, và mình ăn nó sẽ an toàn hơn nha, và nó tốt cho sức khỏe mình hơn. Rồi sau khi mình luộc lại là 10 phút thì bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Đó, măng bắt đầu nó cũng đã ra hết cái độ chua rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra, mình để ráo, sau đó mình sẽ bắt cái chảo lên để mình tao cho nó thơm nha các bạn. Măng nó thơm, với lại mình nêm một chút gia vị cho nó thấm vào măng á, thì tí nữa mình kho cá mình ăn sẽ đậm đà hơn. Tiếp theo thì mình sẽ kho cá nha các bạn. Mình kho cá thì mình phải chiên cá trước đi mình mới kho nha. Thì các bạn chiên cá như vậy thì thứ nhất là nó giảm được cái độ tanh, thứ hai là cái miếng cá nó săn chắc lại, mình ăn nó sẽ ngon hơn nha. Rồi mình chiên miếng cá mà như vậy là ok nha các bạn. Không cần phải chiên mà nó giòn luôn nha các bạn. Chỉ cần chiên miếng cá nó săn mà nó chém xém xém vàng như vậy là đẹp rồi nè. Đó, như vậy là ok rồi đó. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ kho cá nha. Rồi mình tận dụng luôn cái chảo mình vừa chiên cá nha các bạn. Các bạn lấy bớt dầu ra nha, đừng để dầu nhiều quá nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ cho hành, tỏi, ớt, gốc hành vào, chúng ta đảo lên cho nó thơm, phi cho nó thơm, nó vàng lên nha. Khi mà tỏi với hành mà nó thơm nó vàng lên rồi đó thì chúng ta sẽ bắt đầu pha nước sốt để mình kho cá nha các bạn. Rồi tỏi với hành bắt đầu nó vàng các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây nha, là nước mắm. Nước mắm là mình dùng là 3 muỗng ăn cơm nước mắm đó các bạn, 3 muỗng canh đó. Tiếp theo là nước lọc nha. Nước lọc là mình cho là cũng là 3 muỗng canh nước lọc luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo là ớt bột. Ớt bột mình kho cá thì có ớt bột nó sẽ ngon nha các bạn, là 1 muỗng canh ớt bột.
Tiếp theo nữa là bột ngọt. Bột ngọt là 2 muỗng cà phê bột ngọt nha. Rồi, đường thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh đường. Tiếp theo nữa là tiêu. Tiêu là mình cho 2 muỗng cà phê tiêu nha các bạn. Rồi, tương ớt mình bỏ vào cho nó có độ sệt đó. 1 muỗng canh tương ớt nha. Đó, xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên nha các bạn. Rồi, gia vị cũng đã tan ra hết rồi nha các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho cá vào và cho măng vào nha. Trời ơi, nó thơm lắm các bạn và rất là ngon nha. Món này mà các bạn ăn với cơm nóng nữa, có dĩa rau luộc nữa là hết bài luôn. Rất là ngon luôn. Rồi, chúng ta sẽ cho hết măng vào luôn nha các bạn. Xong hết rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đảo đều lên thôi và mình để cho lửa nó thật nhỏ đó, cho nó riu riu á, thì nó sẽ thấm vào cá và măng luôn. Thì mình gia vị nó thấm đầy đủ hết vào thì nó sẽ ngon hơn nha. Và các bạn cứ đảo bình thường đi, tại vì cá nãy mình đã chiên rồi đó, nó săn miếng cá rồi, nó không bị nát đâu các bạn. Mình cứ đảo bình thường đi các bạn. Rồi, trong thời gian mà đợi cá thấm gia vị các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi lặt rau nha. Ăn món này thì phải có miếng rau luộc nữa mới ngon. Thì hôm nay mình ăn là rau dền nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lặt rau dền và mình đi luộc đi. Thì cá nó cũng chín tới là vừa, rồi bạn ăn cơm là vừa nha các bạn. Quay lại với nồi cá này các bạn ơi, thì cá đã chín và thấm gia vị rồi nè. Rồi chúng ta sẽ rắc lên đây là một tí hành lá cho nó thơm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho ra dĩa và bắt đầu ăn cơm thôi các bạn ơi. Wow, nghe cái mùi thơm của cá và măng á, mình đói bụng quá các bạn. Rất là ngon nha các bạn. Món này ăn là đảm bảo là bắt cơm lắm các bạn ơi, hết cơm luôn á. Wow, thế là cũng xong rồi các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn dĩa cá hấp dẫn chứ các bạn. Nhìn dĩa cá ngon ha. Trời ơi, với cái màu vàng nữa của măng các bạn, nhìn khá là hấp dẫn luôn. Rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Có một miếng cá nè, bỏ vào chén nè. Rồi, thêm miếng măng nữa các bạn. Bỏ vào. Thêm miếng nữa đi. Măng ngon các bạn, ăn cái này nó giòn giòn rất là ngon nha. Rồi, mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Rồi, gắp một miếng măng, ăn miếng cơm. Rồi, thêm một miếng cá vào nè các bạn. Đó, ngon quá. Thôi, thêm một miếng rau đi, rau luộc đi các bạn. Thêm nữa, cho nó đủ luôn bộ. Đó, thêm miếng rau luộc nữa. Chấm miếng mắm, rồi. Ăn luôn, mời các bạn nha các bạn. Wow, rất là ngon nha các bạn ơi. Ngon lắm các bạn ơi. Thôi, mình đói bụng quá rồi các bạn ơi. Chắc mình cũng xin dừng video tại đây để mình ăn cơm thôi các bạn. Rồi chúc các bạn cũng sẽ thành công ngay lần đầu tiên làm nha. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Tạm biệt.